Ngày 22 tháng 12, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ bàn giao nhà cho hộ nghèo tại xã Đức Hóa. Gia đình chị Nguyễn Thị Bé ở thôn 4 Đức Phú, xã Đức Hóa là gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Gia đình chị Bé có 4 khẩu, 2 con còn nhỏ, chồng bị tai biến nằm một chỗ 2 năm nay. Mọi gánh vác trong gia đình đều một mình chị lo toan. Trước những khó khăn đối với gia đình chị Bé, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã khảo sát và đề nghị hỗ trợ gia đình chị làm nhà. Ngôi nhà được khởi công vào tháng 7 năm 2022, sau gần 5 tháng thi công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với quy mô kiểu nhà cấp 4, mái độ bằng, có tổng diện tích sử dụng 200 m², tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Trong đó, Thị ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng. Số tiền còn lại, gia đình chị Bé vay mượn từ anh em họ hàng và vay ngân hàng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.